cả nhà đã trở lại với Lưu Linh TV nha. Bữa nay hai vợ chồng của Lưu Linh xuống dưới nhà mẹ của Lưu, mình chiên sake mình ăn. Trái sake, cả nhà nhớ hồi lúc mà Lưu Linh quay là cái trái sake nó còn nhỏ. Bữa nay sake nó bự đã lắm cả nhà. Đây nè, đây là trái này thì còn nhỏ, ở đằng đây nè. Mình xuống hai đứa bữa nay sẽ chiên sake. Nè, cả nhà mấy nha. mấy trái mà mấy trái mà chảy mũ nó nấy vậy là nó già rồi á. Lưu dưới đây nè, Lưu, trời cây hai cái trái này nó quá trời bự luôn. Đó, giờ mình mình cũng chuẩn bị đồ. Wow, đã ghê không đây cả nhà, thấy hết sảy không, quá đẹp luôn á nè. Sake cái này là mình ăn được rồi, cái đó ấy rồi đó. Nhưng mà anh muốn hái cái trái trên cao trên này nè, trái nhỏ ha, nè trên đây nè. Đó, giờ hồi anh Lưu bắt thang lên Lưu hái đó. Trái trên đó đó em nè. Ồ, hai trái bự đó đó hả? Đó, thấy không? Giờ để lên anh hái cái trái đó đi. Lưu leo lên thang Lưu hái cả nhà. Cái này có cần dao không anh? Anh cũng không biết nữa này. Lần đầu tiên anh hái sake. Ồ, cái trái này nó chín rồi. Dạ. Lần đầu tiên anh wow. Cái trái này nó già nè. Này lần đầu tiên anh hái sake mà chiên luôn á. Lần đầu tiên chiên trái sake bên Mỹ nha mấy bạn. Từ đó giờ mới hái được cái trái sake đầu tiên nè. Để giờ anh đi rửa nó cho sạch sẽ xong cái lại cắt nó. Không, giờ anh luôn lại anh rửa cái trái sake cả nhà. Cái mũ nó chảy ra nó hơi bị bây giờ thấy anh nó giờ. Đóng đen rồi. Cái này lần đầu tiên Lưu Linh chiên sake, không biết làm sao đây, không biết cắt nó ra làm sao coi coi. Rồi giờ mình rửa thì cũng này, cái tại cái này nó bị mũ nấy nó đen nha, mình phải cắt cái vỏ ngoài. Đây vậy để cắt nè. Cái mía này mập lớn nè cả nhà. Để cho cả nhà coi mía nhà nè. Đã không? Bây giờ anh Lưu cắt cây sake, trái sake với ngoài cây. Cắt cái cuốn đi. Trái nó giống như là trái mít nhỏ vậy ha anh ha. Wow. Giờ phải cắt cái vỏ ngoài đi anh Lưu. Như cắt khóm anh Lưu. Để coi coi. Chắc vậy quá. Anh cũng không biết nữa. Mẹ nói cắt giống mà chắc thớm rồi đấy. Cái này giống khóm không gai. Cái mắt nó cũng giống mắt khóm hả anh ha. Lưu Linh cũng có chuẩn bị bột đồ sẵn sàng hết rồi không? Dặn chiên ăn sake thử nha cả nhà. Wow, không có gì sướng bằng mà ở nhà mình trồng cây ăn trái mà có trái mà để mình thưởng thức á. Ủa ta là còn cái cùi sao ta? Cái cùi chắc cũng phải bỏ ha anh. Chắc vậy quá. Anh phải bỏ cùi đi. Đó. Để giờ. Wow. Giống hệt trái mít non nè. Nè. Cái này nó chín quá không? Không có sao đâu. Cái khúc đó nó sao nó đen đen vậy? Cái nào? Thì nó bị ấy thôi. Mỏng hay đó, hơi bị dày. Đó. Mình cắt xong ha. Cái mình dục vô mình ngâm nước. Ngâm nước cho mũ nó ra ha anh. Không biết luôn. Mẹ anh nói vậy thôi chứ anh cũng không biết nữa. Không biết cái này sao ta? Bỏ cái bớt đi. Dạ, cái khúc đó chắc em nghĩ anh bỏ bớt đi. Nó giống như cái tổ ong ha. Cái giống như sơ vậy ha. Dạ. Không biết mình làm đúng không mấy bạn. Nhưng mà thấy trái sake này thấy có đẹp rồi ha. Dừa. Đó. Quá đã. Không biết ăn ra sao đây.
lần đầu tiên Lưu Linh làm nha cả nhà. Nếu mà có gì không đúng xin cả nhà thông cảm cho Lưu Linh nha. Không, nhưng mà anh thấy cái này cũng ok lắm rồi chứ không có mình cũng không có lúa lắm đâu. Mẹ nói đừng có dày quá anh, dày quá không được ngon. Đừng dày quá cũng đừng mỏng quá. Mẹ nói bằng ngón tay út. Ngón tay út nè, vậy là ok nè. Mẹ nói nửa ngón tay út. Nửa ngón tay út hả? Ờ hả, cái đó là anh chơi mập hơn ngón tay út rồi. Rồi nè. Này Lưu Linh ấy sa kê giống bụi đời dưới gốc sa kê ở nhà thấy không đó, anh Lưu đứng dưới gốc sa kê chiên sa kê ăn ở dưới gốc sa kê. Cái này để mình ngâm nước đi, nhưng mà không ngâm nước nó bị giấy á, nó bị nở mủ hả? Chắc canh rửa có cần ngâm muối không ta? Chắc không đâu, canh rửa đó. Rửa cho nó ra bớt cái mủ. Thấy không? Để anh cắt cái trái này luôn. Anh này cả nhà, này cả nhà thấy anh Lưu dầu rồi cũng mấy sẵn sàng hết. Anh Lưu chế biến cái chỗ nhỏ nhỏ dưới cây sake để ngồi anh Lưu anh chuẩn bị anh chiên nè. Cái này mình rửa sạch đó hả anh hả? Rửa sạch rồi. Giờ để anh chùi nó bỏ vô trong cái rồi bỏ vô bột cái này không cần. Dạ dạ. Chiên ăn thôi cả nhà ơi. Đó, thấy không? Này mình ấy mình kỹ mình lau cái này chút xíu. Lau cho nước. Quá đã. Lần đầu tiên nha, lần đầu tiên ăn sake ở bên Mỹ nha, chiên. Cái cây sake này cũng là khó khăn lắm nó mới được có trái. Trồng ở dưới đây tới mùa lạnh là nó quéo hết rồi. Mỗi lần tới mùa lạnh cái nó bị chết. Nó chết xong cái nó có lá lại. Cũng cây này cũng 7-8 năm rồi đó. Dạ. 7-8 năm rồi. Nguyên cái thân cây. Nhà thấy không? Cái sake này á nghe người ta làm nhiều món lắm em. Em có thử ăn chiên rồi em chưa ăn cái món không biết cái này làm gỏi đâu không anh? Anh cũng không biết nữa. Để mình Google thử coi. Dạ. Dạ, đó, giờ mình trộn lên gì đi. Em trộn lên chiên. Nhìn thấy cũng hấp dẫn lắm nha cả nhà mà không biết mình ăn ra sao nha cả nhà. Đó, giờ mình bỏ vô mình thử mình chiên thử ha. Chiên lên được. Xèo 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 ấy chưa. Trời cũng hấp dẫn lắm à. Hấp dẫn cũng ngon lành lắm nè. Không biết sake này nó ngọt không á anh ha. Thì đây, chút nữa anh chiên xong rồi cho anh thử nè. Hồi nãy em mua anh lấy cái gì á. Để chút nữa vô lấy thôi. Ồ mấy bạn ơi sướng quá, ngồi dưới góc cây sake để nó mát, chiên sake để ăn nữa chứ. Ngon. Ở Việt Nam thì sake thì nó bao la, còn bên Mỹ thì hiếm á. Nha, bởi vì khi mà cái cây sake này nó lớn lên nó có trái mừng quá trời luôn. Đó. Đã đó. Mình thấy cũng ngon lắm anh Lưu. Trời ơi. Anh làm mà em. Anh làm mà. Thấy cũng ngon lắm luôn á. Mình thấy cả nhà. Hết sảy. Đó. Giờ Lưu chở bề nó. Đã quá ta. Lần đầu tiên nghe. Hồi năm rồi cái này nó có trái rồi nhưng mà Lưu chưa có được thưởng thức. Tại nó có ít á. Năm rồi trái nhỏ, năm nay trái nó bự hơn. Chưa có được thưởng thức. Nhưng mà bữa nay ha mình kêu bằng thưởng thức ở dưới gốc cây nó luôn. Sung sướng. Đó. Sở qua trở lại coi cho nó vàng. Làm đúng không ta? Ngồi mình ăn ngon là ok rồi.
mình cũng đâu có biết từ đó giờ mới chiên sake lần đầu tiên mấy bạn. Bởi vậy mình cũng không biết là mình làm đúng không nữa, nhưng mà thấy cũng hơi đúng đúng đó nha. Biết chiên chuối là cũng ok thôi, thì cái này nó cũng đâu có khác gì chiên chuối. Cái này nó sake, còn cái kia là chuối. Hả? À. Để mới lên đi vòng vòng coi coi còn bao nhiêu trái sake nha cả nhà. Ở đây là một trái. Coi trên đó nữa là hai trái. Ở đây nhiều nha. 3 4 5 6 7 8 nhiều quá anh Lu ơi, đếm 9. Còn nhiều hả? À hả, còn nhiều lắm á. Nhiều vậy là ok rồi. Tại vì đây hồi bữa như mẹ cũng có cho bạn của mẹ mấy người ta xuống người ta hái mấy trái á. Mình cũng không biết người ta hái bao nhiêu trái nữa. Cũng còn nhiều lắm á. Cũng còn ok. Nhưng mà giờ ở nhà mẹ của mình trồng được 3 cây rồi đó. 3 cây sake. Mùi em ơi, nó vàng đẹp quá em. Coi tướng anh Lưu ngồi này giống ở Việt Nam không cả nhà. Cái trái sake này ở đây nó nhỏ hơn cái sake Việt Nam em. Nhỏ hơn hả? Nhỏ hơn. Thơm quá anh Lưu. Còn gió yêu yêu. Anh Lưu anh chế ra cái này, cái nhà đang gió đừng có bị tắt lửa. Để thôi đang chiên nửa chừng cái lửa nó tắt cái xong luôn. Tao để anh gọi mẹ anh coi coi sao. Anh gọi mẹ đi. FaceTime mẹ đi coi. Coi nó sao mà đi cái cây. Nãy nay mẹ anh không có nhà, mẹ ảnh còn ở trên Georgia. Mâm ơi. Đây con làm gì có đúng rồi mâm. Đây. Đó là đang chiên nè. Thấy không? Nè thấy không mẹ? Đó, mẹ thấy không? Đúng rồi đó. Vậy ha. Thôi giờ cho nó vàng ấy là nó mới chín hết không? Hả? Nó vàng ấy là mới chín hết không? Nó vàng hai bên là đừng để vàng quá. Lửa bớt lửa lại. Bớt lửa đó lại ha. Được rồi đó. Chi ba? Nó chín hết chưa? Ồ, nó chín hết rồi. Cái trái này nó nhiều lắm ba. Ngày mai ba nè, để con cho ba coi ha. Để con cho ba coi nè. Nè, nó như vậy nè. Ba thấy không? Bẻ để tôi lạnh ha. Cái trái mà con hái là nó vàng dữ lắm rồi. À, không, nó cũng còn cứng ba. Có cái trái mà mũ nó ra ngoài trắng trắng ngoài là bẻ đi. Dạ. Ấy giờ để con chiên xong rồi con bắt thang con hái hết rồi, để tủ lạnh ha. Dạ, ok. Đâu có gì đâu, có cái này giờ thừa được rồi nè, không? Ok, giờ chắc con ok ok rồi đó. Ok nè. Ok các bạn. Nãy giờ cũng chín rồi. Rồi. Sake chín anh Lưu ơi, vàng rồi nè anh Lưu. Dạ. Lưu gấp ra nè. Đó. Cho cả nhà xem. Vậy là ok rồi, đừng có vàng quá mấy bạn. Mẹ mà nói đừng có vàng quá, vậy là cũng hấp dẫn rồi đó. Thấy ngon quá. Thấy không? Này tới gần cho cả nhà xem đó. Wow. Giống khoai lang chiên quá anh Lưu. Thì nó cũng tựa vậy thôi chứ không có khác gì mấy. Không, đã không? Anh đang nôn để coi thử nó coi nó ra cái sao. Cái mùi vậy sao? Nhìn hấp dẫn lắm á cả nhà. Ba mẹ nói từng này Ti cũng về luôn. Dạ, thì bởi vậy ba mẹ muốn chờ ba mẹ về đang ở nhà mình chiên ăn nè. Nhưng mà anh đấy nói để làm trước đi. Để làm trước với lại anh mấy cái trái này anh hái xuống anh để trong trong nhà trong tủ lạnh đó cho nó bớt chín lại. Mấy cái trái kia nó ra mũ á, nó đen luôn á anh. Thấy không? Uh-huh. Thì đang hồi thấy hết. Đó nó chín quá, hồi thấy ngon quá. Đó.
cái này quá. Hết sảy luôn ơi. Nhìn ngon nhưng mà chắc ăn cũng ngon á cả nhà. Đương nhiên rồi em. Lần đầu tiên luôn. Đương nhiên rồi. Anh Lưu chiên, anh Lưu cũng giỏi lắm cả nhà, anh Lưu biết chiên chuối nữa đó nha. Cái gì chiên chuối được là anh Lưu chiên sake được. Để cái đó cho nó lấy đi. Dạ anh bỏ này vô. Chiên thêm. Chiên thêm chiên hết này luôn ha anh. Chèo chèo đá luôn. Ở bên Mỹ mà mình kiếm cái cảnh mà chiên sake dưới gốc cây sake là hơi hiếm nha các bạn. Đó, tướng luôn ngồi chùm hổm chiên sake. Giống Việt Nam không? Vậy thôi chứ muốn gì nữa. Dưới cây chỗ luôn nè, cả hai cái trái này nó bự. Dạ, chút nữa anh chiên xong anh hái anh bỏ vô nhà. Giờ để Mỹ Linh lấy miếng thử ăn coi cây cả nhà. Ôi cũng giòn đó anh Lu, gờ vô giòn đó anh Lu. Phải không? À hả? Ừ, để em cắn miếng à. Coi cái trái nó ngọt không? Nó bùi bùi. Cái bột giòn. Sake này béo lắm cả nhà ơi. Béo lắm em. Béo. Ăn bùi bùi ngon lắm á. Hết sảy luôn luôn. Anh Lưu tiếng thành công rồi á. Phải không? Ngon. Đâu. Ăn thử nữa nè. Phải không? Béo. Ăn như khoai vậy. Wow. Rất ngon. Phơi lan không bằng nó đâu. Cái này ngon hơn. Ăn gì mẹ ăn kêu không? Chiên thịt bò mất tết ăn chung với cái này. Cái này ăn chung thịt bò ngon thiệt cái luôn. Wow. Sake wow. Bên Mỹ nha cả nhà. Thành công rồi, phải ăn miếng nữa. Ngon quá. Oh my god, good. Thấy là ngon. Bảy tám năm mới được hưởng. Cả nhà coi cái cây nè. Hồi đó đó nó chỉ có một cái nhánh thôi lên mà nó chết úp riết á, mà nó nhảy ra coi nè, 7-8 nhánh luôn á, thấy không? Quá trời nhánh luôn. Nó chết là xong cái nó tỉa ra thêm. Rồi nhánh thứ 9 đang mọc lá nữa nè cả nhà, thấy không? Wow. Rồi cây con ở dưới này nữa nè. Cái này ngon quá em ơi. Quá ngon luôn. Đó nè. Hết sảy. Ôi nó bột thấy ngon quá trời luôn á. Nó béo ha. Béo quá. Béo ngon. Bùi bùi ngon ghê á. Cái kiểu này cái kiểu này mốt mình chiên thịt bò mất tết mình ăn chung với cái bởi này quá. Bởi vì nãy mẹ nói á, không mua, mẹ nói không ấy thịt bò ăn chung. Ăn wow. Chung thịt bò hết sảy luôn á cả nhà. Không chỗ chê. Wow. Lần đầu tiên anh ăn cái này á bên ở Việt Nam anh cũng không ăn gì, sake nữa. Tại vì bởi nhiều quá cái là biển ăn. Nhưng mà ở bên Mỹ nó hiếm lắm. Bởi vậy mình trồng được mình ăn. Ngon quá. Thơm á. Quá thơm luôn. Thơm mà béo luôn. Còn gì bằng ta. Cái bột giòn ngon lắm cả nhà. Wow.
chứ. Mình thành công rồi. Ngày hồi luôn anh ăn hết nguyên dĩa luôn á. Ngon quá. Anh ở dưới gốc cây mát thôi chứ ngoài hả nóng quá, nóng luôn chịu không nổi. Hè mà mùa hè dưới Florida nó vậy em ơi. Đó. Một chảo này nữa là một trái cũng nhiều quá ha. Rồi đó, một trái là cắt nhiêu đó mấy bạn. À, cắt nhiêu đây. Một trái sake mà cắt ra nhiêu đó đó. Quá thì nhiều. À. Mình chiên sắp xong rồi cả nhà ơi. Nguyên được nguyên một dĩa sake luôn. Quá hết sảy. Giờ cái này vô chiên miếng thịt bò bức tết nữa là hết sảy rồi. Hả à, luôn anh chiên xong được nguyên một dĩa luôn á cả nhà. Cái này là có một trái một thôi đó. Trái mà quá nhiều luôn á. Một trái một thôi mà nó nhiều vậy á. Tắt lửa luôn đi. Xong xuôi. Được à. Một dĩa sake. Quá hấp dẫn. Mè. Quá ngon. Trái sake này ăn chắc ngon hơn ở trong tiệm mà. Tại nó nhỏ nhỏ vậy lại ở nhà mình không có phân phiết gì hết á. Tí tươi mà mình mới hái trên cây á. À đó. Nhà. Xong một dĩa. Một dĩa. Quá đã luôn. Rồi, giờ chắc Lu phải lấy than hái mấy trái đem vô nhà cho ba mẹ luôn. Để thôi nó chín quá. Anh đi hái đi, em ăn sake cho. Ok, để than cái. Ok. Quá hấp dẫn này cả nhà. Còn nóng quá. Nhìn thấy ngon ghê ha. Quá ngon luôn. Anh Lu đang xách hang ra. Xách hang hái xa sake. Nè, có mấy cái trái này nó ấy quá để hái. Nãy có lấy bịch không anh? À, cô Năm lấy cho anh. Ok. Không lâu. Rồi, cái trái đó bự đó luôn ha. Trái đó bằng cái trái nãy mình ấy. Quá đã. Nè. Ôi mũ chảy à. Nó già rồi em, nó già lắm rồi đó. Còn trái bên đây nè anh, mấy trái bên đây nè, trái ngắn lắm. Ăn thịt bò bún tết nữa. Ồ, còn ở đây nè. Ở trên đây nè. À hả? Đó. Đây. Cái nhánh, mỗi cái nhánh nó có hai trái, 20 à. Trái, đã dễ sợ luôn á. Cái trái bên đó, anh trái đó nó được chưa? Chưa, cái này chưa đâu, chưa. Ở nè, nè đây nè em. Đây nè, thấy không? Ờ, thấy nó dài không? Nè đó, hai trái này nè. Ồ, nó mềm luôn đó. Ba nói nó vàng vậy là nó chín rồi phải không? À hả? Cái này nó nhỏ, nó không có lớn không? Không, cái trái này nó loại nhà này. Không, cái trái này hơi mềm mềm chút xíu rồi nè. À. Đó. Giờ mình không có cô Năm. À, đó mấy bạn thấy không? Giờ hái được cây 2, 4, 6, 7 trái. Đó. Thấy không? Mấy trái này nó vàng, nó muốn chín này, nó mềm mềm luôn rồi nè. Ừ. Giờ cái này mình hái bỏ tủ lạnh cho nó ngừng cái chín lại không? Nó chảy mũ quá trời. À, ok, vậy chắc được rồi. Vậy mình cũng tạm ngừng cái video mình đây luôn đi mấy bạn à.
Rồi Lưu Linh xin chào cả nhà nha. Hôm nay xuống cho mấy bạn coi trái sake, mình hái trái sake chín với lại mình chiên ăn luôn rồi á. Lần đầu tiên mấy bạn. Quá rất ngon là tuyệt vời luôn á. Lưu Linh chúc cả nhà mình một ngày vui vẻ. Cả nhà nhớ cho Lưu Linh cái thumbs up, subscribe ủng hộ cho Lưu Linh nha. Xin chào cả nhà. Bye. Bye. Giờ anh Lưu bỏ mấy trái sake vô bịch. Đem vô để tủ lạnh.